vừa mới cầm cái cần câu đi ngang qua nhở. Thôi kệ đi, cho Kobi đi câu cá cũng được.
chín rồi, bớt ra cho để nguội nha, để nguội cho mẹ Ali ăn nha. Rồi bây giờ hai mẹ con mình ra ngoài xong thì chị Kobi về kia nha. Đi thôi. Ali bớt xương nha, chứ không Ali bị hóc ấy nha. Không sao, đi chợ mua cá cho Ali ăn nhé, không phải đi câu cho cực nha, sao lái ô tô đi nha.